Hello, và Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều ngày thứ ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021. Xin kính gửi quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, vừa qua thì quý vị cũng nghe những cái vụ mà trộm cướp thực hiện giữa ban ngày trên đường phố. Và hiện nay có những chùa ở Mỹ đã bị trộm cướp hành động. Chúng trộm cướp xảy ra ban ngày cũng như ban đêm và xảy ra trong nhiều chùa. Sự việc này xảy ra khi không có mặt các vị sư thầy hoặc chúng đã đánh lạc hướng các vị sư này, khiến cho tình trạng bất an xảy ra hơn một chục ngôi chùa ở Los Angeles và Riverside. Ở đây họ có một cái tổ chức là một nhóm người, thưa quý vị, họ lấy trộm tiền từ những cái thùng mà để mà mọi người quyên góp, gọi là thùng phước sương, hoặc là họ vào trong những cái phòng của các vị sư để mà họ trộm cắp ở trong đó. Dựa theo lời kể của các sư đó thì thủ phạm có thể là những người Trung Đông, những người Nam Á hoặc là những người Đông Âu, thưa quý vị. Vừa qua thì trưa thứ hai ngày 29 tháng 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tại chùa Bát Nhã ở Santa Ana, quận Cam đã gửi đi một thông điệp khẩn cấp với chữ ký của Hòa thượng Thích Tín Nghĩa. Ông là chủ tịch hội đồng điều hành của giáo hội và khuyến cáo các ngôi chùa xung quanh hãy cẩn thận khi mà có người lạ đến viếng chùa và phải khóa cửa để tránh bị trộm cắp tài sản. Trong thông báo thì thầy có nói là tin cho quý vị rõ và để phòng cảnh giác những người lạ mặt, nhất là những người xin cầu an, cầu siêu. Trong những ngày qua, nhiều chùa Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka đã bị trộm cướp liên tục. Trong hai đêm qua, thứ Bảy và Chủ Nhật, hơn 10 ngôi chùa ở vùng Riverside đã bị trộm cướp. Họ khiêng cả những cái tủ sắt, những cái thùng tiền và lục lạo tất cả những nơi mà họ nghi ngờ có cất giữ tiền bạc. Họ lợi dụng như là họ vô, họ xin cầu an, cầu siêu của quý vị. Thì quý sư, quý cô lên trên chánh điện, thì họ một nhóm thì họ nói chuyện với quý sư, quý thầy. Một nhóm thì họ lại lẻn ra ngoài sau và họ trộm cắp. Rồi có những vụ thì họ đậu xe ở bên ngoài, họ cho người vô chùa lấy trộm rồi nhảy lên xe và phóng đi. Hoặc là họ đợi chùa đi vắng hay là khi đó chùa đang tụng kinh, họ phá cửa vào những cái phòng để mà họ trộm đồ. Cái nhóm người này là có nam, có nữ, có nhóm thì là 4 người nam, 2 người nữ, rồi có nhóm thì là 4 nữ, 2 nam. Một trong những ngôi chùa đã bị trộm vào tuần qua là chùa Phật Tuệ tại Riverside của Thượng tọa Thích Quảng Trí. Thượng tọa Thích Quảng Trí kể là họ tới chùa vào lúc khoảng 4 giờ rưỡi chiều, thì tới 6 giờ chiều chúng tôi phát hiện cái túi đựng tiền cất trong phòng bị lấy mất. Rồi thầy cho biết đó là tiền dành dụm với cái sự đóng góp của những Phật tử trong mấy năm qua để mà giúp chùa sửa chữa lại cái gian bếp ở trong chùa. Thì hiện tại bây giờ mất cái số tiền đó mà bếp thì đang hư hao, muốn sửa chữa thì thầy cũng không biết làm sao mà để quyên góp để mà đủ lại cái số tiền để mà giúp chùa sửa lại cái căn bếp đó quý vị. Thì chủ yếu là họ đánh lạc hướng những cái sư thầy này trong lúc mà họ làm những công việc riêng như là lo cắm bông hoặc là lo thắp nhang hoặc lo tụng kinh, thì họ không có chú ý đến bên ngoài. Thì họ trong chùa mà đúng là người ta nói là giống như là đồ chùa, vô trong nó là cái gì mình cũng có thể mình xài được, chẳng hạn như nhang này nọ đó, thì sư thầy người ta cứ nghĩ là lại lấy nhang thôi, đâu có nghĩ lại là lấy cái thùng tiền của chùa đâu ha. Mình làm cái điều này thì mình thấy thật sự cũng rất là ác á. Trong cái thời gian này quý vị biết á, chùa là bị mất thu nhập rất là nhiều. Hồi đó thì mở cửa mỗi ngày cho người ta vô, thì đương nhiên mỗi ngày thì sẽ có những cái sự đóng góp nhiều, cũng như mùa lễ, mùa Tết, những ngày rằm này nọ thì người ta đến chùa rất là đông để mà người ta quyên góp cho chùa. Mà trong cái thời gian vừa qua thì chùa rất là ít được cái sự quyên góp, là bởi vì không có dám tụ tập đông người nữa, mà bọn chúng lại lợi dụng ngay cái lúc này, bọn chúng lại vô, bọn chúng cướp như vậy. Một cái điều rất là ác đối với những cái ngôi chùa dòng dòng ở khu vực Los Angeles, Riverside và Orange County. Thì cũng nói thêm cho quý vị biết là người ta nói là chùa làm gì cần tiền.
Chùa phải có tiền quý vị, tại vì bên Mỹ là cái chùa họ cũng phải trả chi phí mà mỗi năm tiền đóng thuế của cái chánh điện đó hoặc là cái khu chùa đó, rồi người ta phải tu bổ cho chùa lúc nào cũng đầy đủ hết, nhang khói rồi coi như là lo rất là Cúng nhiều kiến. cúng kiến cho rất là nhiều người ở trong đó. Mà nếu mà nói đến chùa thì đồ chùa mà mình có quyền lấy thì cũng không nên, tại vì xưa giờ ta nói là đồ chùa mà xài chùa đi cái quen cái câu đó nên cứ người ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà tiền thì không không nghĩ là đồ chùa được ha quý vị ha, tại vì tiền là tiền của những người Phật tử, của những người họ muốn quyên góp cho chùa để chùa dùng cái số tiền đó để sửa chữa chùa hoặc là mua nhang mua đèn để mà cúng kiến, thì cái đó không có thể nào gọi là chùa được mà vô mà lấy rồi chắc nghĩ chắc đồ chùa vô lấy không sao, nhưng mà mình làm những cái điều đó rất là ác. Những cái người mà lấy những cái tiền đó thì mình nghĩ chắc chắn rồi cuộc sống họ sắp tới cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Thưa quý vị, dù là ông Donald Trump, ông cựu tổng thống Mỹ đã không còn giữ chức tổng thống, nhưng mà ông vẫn muốn giữ cái liên lạc đến với mọi người và nhất là những người đã ủng hộ ông. Vì vậy ông đã lập ra một cái trang web gọi là trang web tổng thống thứ 45. Trang web có tên là 45office.com, là 45office.com. Trang web chính thức của tổng thống Mỹ thứ 45 được văn phòng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ra mắt vào hôm 29 tháng 3, nói rằng là cựu tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã được cổ vũ không ngớt bởi tinh thần bền bỉ của người Mỹ và mong muốn giữ liên lạc với họ. Cái trang web này giúp cho những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump gửi những cái bình luận cho mình, cũng như là những cái đề nghị được gặp gỡ hoặc là đón tiếp riêng tư đối với cựu tổng thống Donald Trump. Thông qua văn phòng này, cựu tổng thống Trump sẽ vẫn là một nhà đấu tranh không mệt mỏi cho những con người cần mẫn của đất nước vĩ đại chúng ta, cho quyền được sống an toàn, tự tôn, thịnh vượng và hòa bình, thông báo trên trang chủ của trang web cho hay như vậy. Các nhà quan sát cho rằng động thái ra mắt cái trang web là nỗ lực của cựu tổng thống Trump nhằm duy trì hình ảnh trong mắt công chúng sau khi ông đã bị nhiều mạng xã hội đóng cửa cũng như là lót lại không có cho ông lên bình luận hay lên nói chuyện, thì có một cái thời gian những người mà yêu thích cũng như là ủng hộ ông không có biết cách nào để mà Liên lạc. liên lạc với ông hoặc là đưa những cái lời bình luận của mình, những cái ý kiến của mình hoặc là những cái lời mà chia sẻ của mình đối với cựu tổng thống. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó, ông cựu phó tổng thống là ông Mike Pence quyết định đối đầu với ông Trump để tranh cử vào năm 2024. Theo AP đưa tin thì cựu phó tổng thống Mike Pence đang chuẩn bị cái sự mà xuất hiện trước công chúng Mỹ trong cái bối cảnh là ông được cho là chuẩn bị chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Ông Pence tham gia các tổ chức của phe bảo thủ, viết những cái bài bình luận chuyên sâu, thực hiện các bài phát biểu và dự tính là thành lập một cái tổ chức tập trung vào việc quảng bá những thành tựu mà chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được. Kể từ khi rời Nhà Trắng từ tháng 1 thì ông tỏ ra khá im lặng. Tuy nhiên, ông dù không có xuất hiện rầm rộ nhưng ông cũng đã có những cái động thái âm thầm để mà gia tăng vị thế của mình trong đảng Cộng Hòa. Ông Pence hợp tác với tổ chức di sản và dường như đã bàn bạc tới việc trở thành chủ tịch của tổ chức bảo thủ này. Ông cũng tham gia tổ chức người Mỹ trẻ tuổi và làm diễn giả, viết báo và gần đây ông đi thăm một số tổ chức cứu trợ cơ đốc giáo ở tiểu bang North Carolina. Ông dự kiến sẽ có một cái bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng tới ở buổi gây quỹ thường niên của Hội đồng Gia đình Palmetto tại South Carolina, một tiểu bang thành trì của đảng Cộng Hòa. Và ông Mike Pence cũng đang bàn bạc về việc viết sách và lên kế hoạch nhằm giúp đỡ các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong nỗ lực giành lại lưỡng viện từ phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau. Cựu phó tổng thống còn lên kế hoạch thành lập một tổ chức để bảo vệ thành tựu của chính quyền Trump và chỉ trích chính sách của tổng thống Joe Biden hiện tại. Nỗ lực này được xem là cố gắng dung hòa tư tưởng bảo thủ truyền thống với chủ nghĩa Trump nhằm giúp ông tiếp cận dễ hơn với các cử tri. Các đồng minh của ông Pence thì xem ông là người kế thừa của ông Trump.
khi mà ông Pence có thể vừa giữ được nhóm người ủng hộ ông Trump, vừa có thể giành lại các cử tri ngoại ô đã rời bỏ đảng Cộng Hòa trong 4 năm qua. Được biết là từ khi mà sau khi mà Tổng thống Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng thì giữa cựu Tổng thống và cựu Phó Tổng thống chưa một lần gặp gỡ nhau, thưa quý vị. Thì trở về với vấn đề mà những người di cư lậu đang nằm ở biên giới Mexico và Mỹ, đúng quý vị, thì một nhân viên thuộc chính quyền ông Biden đã tuyên bố là Thượng nghị sĩ Cruz không thể quay video tại cơ sở tuần tra biên giới dọc theo Mỹ và Mexico. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa Ted Cruz cho biết là có một nhân viên thuộc chính quyền của ông Biden đã tuyên bố với ông rằng ông không thể quay những cái video tại cơ sở tuần tra biên giới dọc theo biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Theo một cái đoạn video mà ông Thượng nghị sĩ Cruz chia sẻ với Fox News thì những người nhân viên đã đứng chặn trước cái camera của ông và nói với ông rằng xin hãy tôn trọng nhân phẩm của người dân, xin hãy tôn trọng mọi người và các quy tắc. Đáp lại lời của những người này thì ông Cruz nói là vậy là cô làm việc cho ủy viên, cô là một cố vấn cao cấp, cô đã được thuê 2 tuần trước và cô được chỉ thị yêu cầu chúng tôi không chụp lại bất kỳ hình ảnh nào ở đây vì giới chức lãnh đạo chính trị tại DHS không muốn người dân Mỹ biết nó. Người nữ nhân viên thì không có tiết lộ danh tính của mình. Người nhân viên này nói với lại Thượng nghị sĩ Cruz rằng xin đừng đối xử với mọi người như vậy. Và ông Cruz nói là đáng tiếc là các chính sách của các vị đang cố gắng che giấu họ. Ông còn tiếp tục nói là tôi hiểu rằng cô đã được yêu cầu làm như vậy. Tôi luôn tôn trọng họ và tôi muốn khắc phục tình trạng này. Và cơ quan quản lý mà cô đang làm việc cho phải chịu trách nhiệm về những tình trạng này. Thượng nghị sĩ Cruz cùng hơn một chục thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã tới biên giới vào hồi tuần trước. Nhiều người trong số họ đã nói về tình trạng quá tải và nghiêm trọng tại các cơ sở dùng để giam giữ trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Những trẻ em nhập cảnh trái phép thông qua biên giới Mỹ mà không có người lớn đi cùng. Trong những tuần gần đây, các thành viên của đảng Cộng Hòa đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden về số lượng người nhập cư bất hợp pháp. Tuy vậy, trong một cuộc báo, ông Joe Biden tuyên bố những đợt gia tăng như vậy vốn là chuyện thường lệ. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về các điều kiện nhân đạo ở biên giới. Thượng nghị sĩ Cruz đăng những bức ảnh kèm những cái chú thích là chính quyền ông Biden không muốn người dân Mỹ nhìn thấy. Theo một dòng tweet bao gồm những hình ảnh về một cơ sở chật kín với toàn những người nhập cư bất hợp pháp ở Donna, Texas, gần biên giới. Ông viết, đây là lý do tại sao họ không cho phép báo chí tiếp cận. Đây là cơ sở CBP ở Donna, Texas. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và sức khỏe cộng đồng. Và theo lời của thư ký báo chí Nhà Trắng James Psaki, trong một cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 3, các nhà báo sẽ được đến biên giới để quay phim các cơ sở tuần tra biên giới sau khi phần lớn trong số họ lên tiếng về việc bị từ chối tiếp cận. Một số thành viên của đảng Dân Chủ phụ trách các quận nằm dọc biên giới Mỹ-Mexico đã tuyên bố ông Biden cần phải hành động ngay lập tức để đối phó với tình hình hiện tại. Khi nào mà họ muốn có hình ảnh thì họ mới cho phép quay thôi. Tại vì khi mà muốn lên một cái truyền thông đó thì họ giống như mà họ phải set up sẵn cho cái cảnh nó phải coi như là nó phải đẹp nó mới được lên. Chứ như cảnh thật như vậy thì họ không muốn. Theo cái cách mà làm việc như thế này thì mình không có giống cái cách làm việc của Mỹ không quý vị. Tự nhiên mình có một cái cảm tưởng nó giống như là những cái nước mà cộng hòa xã hội như là Trung Quốc hay là bên Liên Xô thì họ chỉ đưa những cái hình ảnh đẹp lên, còn những cái hình ảnh không đẹp thì họ phải dàn xếp để như thế nào, coi như là sau trải qua cái khủng hoảng này rồi, sắp xếp đàng hoàng rồi thì họ mới đưa lên. Thì cái này mình cũng thấy là mai ông này là một ông nghị sĩ nha, mà còn bị nói như vậy, huống gì những cái người phóng viên mà gọi là điều tra mà phóng viên mà những cái người mà hay đi săn tin đó, làm gì có được những hình ảnh này. Thì mình cũng thấy là rất là nhiều những cái vị thượng nghị sĩ của hai đảng cũng đã đến cái vùng biên giới mà đang bị khủng hoảng, mà người ta chờ đợi cái sự có mặt của tổng thống hay là phó tổng thống. Để mà đương nhiên mà khi mà sự có mặt tổng thống hay phó tổng thống thì mọi việc người dân sẽ cảm thấy dường như nó nhẹ nhàng hơn, là bởi vì có cái sự quan tâm lo lắng
từ ở trong lòng lo lắng ra, chứ không phải chỉ là những cái lời nói suông, thưa quý vị. Thì cái theo cái lời của cái cô này nói với cái người thượng nghị sĩ này thì nó giống như cái ý là xin đừng có quay những người này, người ta không muốn quay như vậy đâu. Nhưng mà thực tế quý vị, những người này muốn được lên truyền hình để mà nói với cái chính quyền mới là chẳng hạn như họ mặc những cái áo của ông Biden này nọ đó, thì ông nói là let me in, là cho chúng tôi đi vô đó, mà rất là nhiều người mặc áo là let me in hết. Còn có nghĩa là họ muốn là thuyết phục cái chính quyền để mà cho họ vào Mỹ càng sớm càng tốt. Có những đứa trẻ nhỏ xíu cũng mặc gì đó rồi cũng quỳ xuống rồi cũng chụp hình những tấm hình đó như vậy. Thì họ mong muốn, chứ không phải là họ không muốn đâu. Thì rất có khả năng là họ nói là bảo vệ cái quyền riêng tư của những cái người di dân bất hợp pháp, để mà họ che giấu những cái vấn đề gì thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ sẽ có một ngày sáng tỏ thôi. Theo tin của Washington DC, bà Catherine Tai, đại diện thương mại Mỹ cho biết, Washington không có kế hoạch dỡ lệnh áp thuế Trung Quốc trong thời gian ngắn sắp tới, nhưng tỏ ra dấu hiệu sẵn sàng thương thuyết với Bắc Kinh, theo nhật báo The Wall Street Journal. Trong cuộc phỏng vấn của tờ báo này với bà thì bà nhận việc áp thuế gây phản ứng ngược trên doanh nghiệp và người tiêu dùng nước Mỹ. Tuy nhiên, bà ghi nhận một số điểm trong việc áp thuế bảo vệ các công ty Mỹ trước việc bảo hộ mậu dịch của các quốc gia cạnh tranh trên thương trường. Tôi nghe nhiều người nói dỡ bỏ lệnh áp thuế đi, bà Tai nói với phóng viên, nhưng bỏ lệnh áp thuế có thể làm thiệt hại nền kinh tế, trừ khi sự thay đổi được đàm phán theo một cách mà những nhân tố chủ yếu trong nền kinh tế có thể điều chỉnh, bất luận đó là những công ty, nhà buôn, nhà kỹ nghệ hoặc ngay cả các nhân viên có điều kiện để lập kế hoạch đáp ứng sự thay đổi mà qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ, bà diễn giải. Chưa hết, bà còn chỉ ra rằng duy trì việc áp thuế này là một vấn đề chiến lược trong việc đàm phán với Trung Quốc. Bà nhấn mạnh không một nhà thương thuyết nào lại gạt sang thế công của mình, phải không? Thượng viện đã chuẩn thuận bà Tai trong vai trò đại diện thương mại quốc gia với tỷ lệ tuyệt đối là 98-0, khiến bà trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên đảm đương vai trò đàm phán ngoại thương cho nước Mỹ. Trước đó, bà cũng nhận sự ủng hộ tuyệt đối của Ủy ban Tài chánh Thượng viện vào ngày 3 tháng 3 từ các nhà lập pháp Dân chủ lẫn Cộng hòa. Theo tin của Trung Quốc thì hãng giày là Nike và Adidas đã thoát khỏi tẩy chay của người Trung Quốc nhờ giảm giá kinh khủng. Quý vị cũng nghe nói là vừa qua thì về cái vấn đề mà có rất là nhiều những công ty họ nói họ không mua bông vải của Trung Quốc nữa, là bởi vì những cái bông vải đó sản xuất ở Tân Cương, mà Tân Cương thì là những cái người mà đang bị đối xử rất là tệ bạc để mà làm ra những cái bông vải đó, thì đó là một trong những lý do mà những hãng đó họ không hợp tác mua bông vải. Và người dân của Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay là yêu nước. Nhưng mà trong thời gian rất là gần đây vài ngày thôi thì hãng Nike và hãng Adidas họ đã đưa ra một cái chiến dịch gọi là sale mà sale khủng luôn. Thì cái sự mà kêu gọi là tẩy chay là yêu nước nó đã bị sụp đổ, thưa quý vị. Và người dân của Trung Quốc bây giờ lại trở lại mua đồ của Adidas, mua đồ của Nike và chẳng màng gì tới cái vấn đề là tẩy chay vì yêu nước. Vậy là hết yêu nước, ủng hộ lại là hết yêu nước rồi đó. Mà quý vị biết không, trước đây thì họ còn có tẩy chay thêm cái hãng H&M nữa, đó là cái sự tẩy chay mạnh mẽ nhất nha. Và H&M cũng đã lên tiếng có một cái vài lời nói gần như là xin lỗi người Trung Quốc, tại vì họ không có nghĩ đến cái vấn đề này. Nhưng mà cái công ty Nike và công ty Adidas là không hề lên tiếng xin lỗi gì hết, mà họ chỉ đưa giá giảm cực sốc. Thì đồ của họ bắt đầu bán rần, và những cái trang mạng bắt đầu quảng cáo và bán cháy hàng những cái mặt hàng sale của họ. Thì và cái phương pháp mà hữu hiệu nhất là tiền. Có nhiều tiền nữa. Mình gọi là trừng phạt kinh tế đó, hoặc thì là mà có lợi về kinh tế là người có lợi làm về kinh thôi. Tế là con người thay đổi. Cái, bởi vì người ta nói biết con người dễ lắm, đẩy vô một cái bàn đánh bài là biết hết cái tính tình của con người làm sao. Có người thì bình bình tà hãng lắm, mà có người thì nóng nảy, có người như là
muốn ăn tươi nước sống người ta là gì, chỉ một vài đồng thôi. Bởi vì đồng tiền, tiền là gì? Nhiều khi mình có những cái người bạn á, mình chơi chung với nhau á, thì bạn này rủ bạn kia rủ bạn nọ, thì nó thành một cái nhóm bạn rất là đông. Thì thật sự mình chỉ biết được cái bề ngoài của những người đó thôi. Nhưng mà khi mà cùng nhau ngồi vào cái sòng bài rồi á, thì ngay lúc đó mình mới xác nhận được là tính tình của mỗi người là như thế nào. Đôi khi trong những cái sòng bài á, mình ngồi mình nhìn á, mà mình cũng cảm thấy rất là thú vị, là bởi vì mình khám phá được một cái điều gì đó. Thưa quý vị, tin Việt Nam thì bác sĩ kinh ngạc vì bé gái mới vừa chào đời đã có em bé trong bụng. Sau khi mà chào đời thì bé gái này đã cái bụng căng trướng lên thì bất thường. Bác sĩ phải đi siêu âm ngay và phát hiện trong bụng của bệnh nhi này nè, có một cái khối choáng chỗ trong cái ổ bụng dạng như bầu thai. Đứa bé gái này á mới sanh có một ngày tuổi thôi quý vị, và người mẹ đã có thai 36 tuần. Khi đứa bé được sanh ra là cân nặng 3,4 kg ở bệnh viện Từ Dũ của Sài Gòn, và khi lọt lòng mẹ thì bụng của đứa bé lại trướng căng lên và bé bị suy hô hấp mà phải đặt cái khí quản vô cho bé thở. Rồi bác sĩ siêu âm thì lại thấy trong vùng bụng có một cái khối như là một cái bào thai. Bên trong cái khối đó thì nó có đầy đủ những cái cấu trúc mô dịch, mô mỡ, mô đặc và nhiều cái cấu trúc dạng xương ống và những cái mạch máu để mà từ đứa bé đi vô cái khối đó. Sau đó thì bác sĩ đã quyết định là phải phẫu thuật để mà lấy cái khối thai trong ổ bụng của bé gái sơ sinh ra. Cái khối u này quá to cho nên nó chèn cái hệ thống thở của em bé đó quý vị, cho nên bé bị suy hô hấp là vì vậy. Thì được biết là cái khối đó nó chiếm gần hết cái ổ bụng của em bé gái, nằm ở dưới gan và mạch máu, gần cái xuất phát từ gần cái dạ dày. Và cái cuộc mổ giải phẫu đó tiến hành trong 2 tiếng đồng hồ. Sau 3 tuần phẫu thuật thì tình trạng hô hấp của em bé đã trở lại gần như bình thường thưa quý vị, và sức khỏe đang bình phục rất là tốt. Mình thấy đúng là không, chuyện gì cũng có thể xảy ra ha. Tội nghiệp quá, mới có một ngày tuổi thôi là mà bị như vậy rồi. Cái vấn đề này là sao ha? Theo khoa học giải thích thì là sao? Thì có thể là, có nghĩa là giống như là một cái bào thai song sinh hoặc là cái gì đó, phải không? Nhưng mà nếu bào thai song sinh thì đâu có phải nằm trong cái bụng của em bé. Y khoa thì họ gọi là hiện tượng song sinh phát triển không hoàn chỉnh. Cái vấn đề này rất là hiếm quý vị. Tỷ lệ thì chỉ có 1/500.000 ca mà thôi. Nhưng mà đôi khi thì nó nằm mấy bên ngoài, mà cái này đặc biệt là nó nằm bên trong bụng của đứa bé gái thì lại là một cái chuyện mà rất là khó xảy ra nữa ha quý vị ha. Đúng là một cái câu chuyện mình nghe mình bất ngờ quý vị ha, nghe nó lạ thiệt. Và cái này Hồng Loan nghĩ chắc người mẹ đó cũng không có đi siêu âm để mà xem cái bào thai của mình thường xuyên trong cái giai đoạn sau này. Chứ nếu như mà đi kiểm tra thường xuyên định kỳ và người ta siêu âm để mà xem đứa bé thì là đã phát hiện ra cái khối u đó rồi, đã biết cái cách để mà giải quyết. Chứ không có đợi đến khi mà sanh đứa bé ra rồi thì đứa bé bị suy hô hấp thì mới biết cái tình trạng đó. Cái vấn đề này cũng rất là nguy hiểm. Nếu như mà bị suy hô hấp mà kéo dài là đứa bé sẽ không có sống nổi. Đây là cũng là một cái sự rất là may mắn. Qua cái câu chuyện này thì mình phải rút kinh nghiệm là những cái người phụ nữ có thai mình phải thường xuyên đi để mà mình kiểm tra định kỳ nhiều hơn. Như bên Mỹ thì kiểm tra suốt rồi quý vị ơi. Nhiều khi hả phải có lúc mà lấy đi bác sĩ mà đi hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng, có đi liên tục, mà nhất là những người phụ nữ nào mà trên 35 tuổi là lại càng đi nhiều hơn những người bình thường nữa. May mắn là cái khối u của trong cái bụng em bé này đã được lấy ra. Quá hay, quá là mừng. Em bé đã được thở bình thường như là quá vui rồi. Bé đã được cứu sống ha, chứ nếu không là cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng của em. Rồi bây giờ Bảo Lộc kể chuyện vui nha quý vị ơi. chuẩn bị cười ủng hộ nha, chuẩn bị cười gia đình nha quý vị. Bây giờ quý vị nào mà có nghe câu chuyện cười này mà cảm thấy vui á, quý vị cho những cái chàng phóc tay cho Hồng Loan biết nha, để Hồng Loan đếm thử rồi được bao nhiêu cái. Lộc xin kể một cái câu chuyện về học sinh nha. Nhất quỷ thì nhì ma, thứ ba Lộc trò đó.
Thì trong một cái lớp 12, lớp này cũng lớn rồi quý vị, thì có cả nam lẫn nữ. Thì hôm nay thì thầy giáo sinh vật cho một cái bài kiểm tra nhanh, thầy cho ra đề bài là các em hãy mô tả bộ phận sinh dục của nam trong vòng 5 phút. Thì đám con trai mới mừng, trời cái này trúng tủ rồi, cái này quá dễ rồi, ai cũng biết hết. Thì ai cũng cắm cúi làm bài hết. Thì có riêng một cái bạn nam đó tự nhiên bị quên đi, không nhớ gì hết. Mới lấy cái tay từ để xuống bàn, cái bỗng nghe tiếng thầy giáo nói: "Nè, em kia, cất cái tài liệu đi, lần sau là thầy sẽ tịch thu nó nha." Kì em này rút tay lên lại. Thì 5 phút trôi qua, coi như là đã xong cái đề tài miêu tả cái bộ phận sinh dục nam. Thì bây giờ câu hỏi số 2 là các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nữ. Thì đám nữ sinh mới ồ hạt nó, trời ơi dễ quá. Rồi cắm cúi làm bài. Thì chỉ riêng một cái em gái này là quên y chang như anh chàng kia luôn, quên mất tiêu luôn. Cái thì cô này mới lấy tay từ để xuống bàn, thì bỗng nhiên nghe thầy giáo la lên: "Em kia, đem tài liệu lên nộp cho thầy." Không công bằng. Nam sinh thì hù thôi, nữ sinh bắt đem tài liệu lên nộp, kỳ quá. Hôm nay là cái chuyện này nó hơi người lớn chút xíu, nhưng mà kể miễn có dùng nụ cười được không quý vị ha. Cái vấn đề mà nhiều khi là cái bạn nam sinh mà quên nó hình thù ra làm sao á, Hồng Loan chợt nhớ tới là mấy mấy anh mà bụng bự, mập mà bụng bự á, lâu ngày không có nhìn thấy cho nên cũng quên hình thù nó ra làm sao. Đúng rồi. Ở bên đây thì đến một cái lớp nào đó đó quý vị, lớp học á, trong học sinh, thì cô giáo dạy rất là kỹ về vấn đề này. Tại vì họ nói là cái vấn đề này phải hiểu đầu tiên, khi mà mình ra cuộc sống mình phải hiểu cái vấn đề này đầu tiên, để tránh phải những cái mình dấp phải những cái gì mà mình không hiểu không biết. Nên cái chuyện này rất là theo cái giáo dục của người Mỹ thì họ muốn tới cái lứa tuổi nào nó phát triển như thế nào thì nó phải biết rõ những gì xảy ra trong cơ thể nó, cũng như là của những cái người bạn giới tính khác, để mà hiểu, chứ không có để cho trẻ tự tìm hiểu thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề rắc rối khác nữa. Ngày hôm nay Lộc với Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ, kính chúc quý vị một ngày yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ngày mai.